âm nhạc truyền thống. Anh có khả năng diễn tấu thuần thục nhiều loại nhạc cụ dân tộc và từng nhiều lần đại diện cho nước nhà biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn quốc tế. Tháng 7 năm 2013, sau 9 năm nhận học bổng của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc, Đồng Quang Vinh đã hoàn thành quá trình tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc Thượng Hải, Trung Quốc. Anh đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc với thành tích xuất sắc nhất toàn khóa và trở về phục vụ đất nước. Và sau đây, Đồng Quang Vinh sẽ chỉ huy 3 tác phẩm: Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ của Moja, Lời chào tình yêu của Anger, Thiện binh Violin, O Sole Mio Mặt trời của tôi của Tibatur và Majuchi, giọng ca nữ soprano Trang Bùi. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.